Email dạy hãy obey. Phần 2. Con mèo ấp trứng. Con mèo muôn to đùng, mập ú, dành nhiều ngày để nằm cạnh quả trứng. Trong chừng nó nhẹ nhàng khều quả trứng trở lại bằng bàn chân mềm bông, không lộ vuốt. Mỗi khi những cử động vô tình của cơ thể nó đẩy nó ra xa độ 1 hoặc 2 phân. Trong những ngày khó chịu dài lê thê đó, thỉnh thoảng Jorba thấy thật uổng phí thì giờ, bởi có vẻ như nó đang phải chăm lo cho một vật thể không sức sống, một hòn đá dễ nứt vỡ, cho dù có màu trắng lốm đốm xanh. Có một lần cơ thể nó bị chuột rút do không được vận động, bởi vì theo như mệnh lệnh của đại tá, nó chỉ dám rời quả trứng để đi ăn và đi vệ sinh chỗ cái thùng. Nó thấy thèm được biết liệu con chim con có lớn lên chút nào bên trong cái lớp vỏ canxi cứng hay không. Nó ghé sát một tay vào quả trứng, rồi tới tay kia, nhưng nó không nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Nó cũng chẳng may mắn hơn khi cố gắng nhìn xuyên vào trong quả trứng bằng cách đặt nó ra trước ánh sáng. Lớp vỏ trắng đốm xanh thật là dày và hoàn toàn không có ánh sáng chiếu qua. Đại tá Siretorio và Einstein tới thăm Jorba hàng đêm. Chúng thường xuyên kiểm tra quả trứng xem liệu cái đại tá gọi là chu trình mong muốn có diễn ra hay không. Nhưng ngay khi chúng nhận ra quả trứng trông y nguyên như hôm đầu tiên, thì chủ đề trò chuyện của cả bọn thay đổi. Einstein không ngừng lải nhải than phiền về chuyện bộ từ điển bách khoa của nó không cho biết chính xác về thời gian ấp trứng. Chi tiết tạm chấp nhận được nhất có thể lấy ra từ những cuốn sách dày cộp nói rằng giai đoạn đó có thể kéo dài từ 17 tới 30 ngày, tùy theo được đặc tính loài của chim mẹ. Ngồi ấp trứng thực không dễ dàng chút nào với con mèo muôn to đùng mập ú. Nó không thể nào quên được cái bữa người bạn của gia đình chủ vốn nhận trách nhiệm trông nom nó. Nó chợt nghĩ rằng sàn nhà cần được lau dọn và quyết định bật máy hút bụi lên. Mỗi buổi sáng, suốt thời gian người bạn ở đó, Jorba phải giấu quả trứng sau mấy chậu hoa cảnh trên ban công để ra quấn quýt với con người tốt bụng để dọn rửa cái thùng vệ sinh của nó và cho nó thức ăn. Nó meo meo đầy biết ơn, cọ cọ mình quanh chân người ấy. Để rồi ông ta đi về, không ngừng nhắc đi nhắc lại rằng Jorba mới ngoan, thật là ngoan. Nhưng sáng hôm đó, sau khi quan sát cái máy hút bụi rè rè chạy quanh phòng khách và phòng ngủ, nó nghe người đó nói: "Bà giờ tới lượt ban công, bụi chắc đóng tảng quanh mấy chậu hoa đó mất rồi." Khi người bạn nghe thấy tiếng xoảng của cái bát đựng hoa vỡ tan tành, ông ta chạy về phía bếp và hét tướng lên ngay ở cửa: "Mày mắc chứng gì thế Jorba? Nhìn xem mày vừa làm gì này. Biến ra khỏi đây ngay, con mèo điên này. Mày bị mảnh thủy tinh đâm vào chân nữa là xong." Đúng là một sự sỉ nhục quá đáng. Jorba rón rén bò ra khỏi bếp, đuôi cụp giữa hai chân, giả vờ như đang xấu hổ chết đi được, rồi phi thẳng với tốc độ tối đa ra ban công. Thật không dễ gì mà lăn được quả trứng từ mấy chậu hoa vào một trong các phòng ngủ. Nhưng nó đã thành công. Rồi nó đợi ở đó cho tới khi người bạn dọn dẹp xong mọi thứ và ra về. Jorba đang gà gật khi màn đêm buông xuống vào ngày thứ 20. Vì thế nó không nhận ra rằng quả trứng nhúc nhích thật chậm, nhưng đang nhúc nhích như thể đang cố lăn trên mặt sàn. Một cú nhói ở bụng khiến Jorba tỉnh giấc. Nó mở mắt và hết sức lo ngại khi nhìn thấy một chớp nhỏ màu vàng cứ xuất hiện rồi biến mất qua vết nứt của quả trứng. Nó kẹp vững quả trứng bằng hai chân sau và nhờ thế có thể nhìn thấy con chim non mổ lấy mổ để tới khi cái lỗ đủ rộng cho một cái đầu trắng bé xíu ướt nhẹp thò ra khỏi quả trứng. "Má,
con chim non chip chip gọi. Giọt ba không biết phải phản ứng ra sao. Nó biết là lông của mình đen ống như than, nhưng dường như nỗi xúc động và xấu hổ đã khiến nó ngượng hồng lựng cả mình. 1, 2. Làm mẹ khó lắm chứ chẳng đùa. Má, má. Con chim non giờ đã chui hẳn vào ra khỏi vỏ. Chim chíp một lần nữa. Nó trắng như sữa, nửa thân mình được phủ một lớp lông vũ mềm, ngắn cuộn, lởm chởm. Nó loạn choạng bước vài bước và ngã bịch vào bụng Jobba. Má, con đói. Nó liếc chíp mổ lên lớp lông của Jobba. Biết cho nó ăn cái gì bây giờ? Einstein chưa bao giờ hướng dẫn Jobba cho chim ăn. Nó biết là bọn hải âu câu cá, nhưng nó biết đi đâu để kiếm một con mẫu cá bây giờ. Jobba chạy vào bếp và lăn trở ra một quả táo. Con hải âu đứng dậy trên hai cái cẳng run rẩy và tấn công quả táo. Cái mỏ màu vàng nhỏ xíu gõ lép bếp, gõ bếp bếp lên lớp vỏ trái cây dày cui như cao su. Bị nảy ngược, con hải âu non bắn ra sau và ngã đập lưng xuống đất. Con đói. Nó kêu chim chíp giận dữ. Má, con đói. Jobba tha con chim vào bếp và cố giúp nó mổ vào củ khoai tây, rồi một chút thức ăn của mèo. Từ ngày gia đình chủ đi vắng, nó không có nhiều thứ để lựa chọn cho lắm. Nó thấy hối hận vì đã liếm sạch bát thức ăn trước khi con hải âu nở. Tất cả đều vô ích. Cái mỏ bé xíu quá mềm và bị uốn cong khi con hải âu cố mổ củ khoai tây hay thức ăn. Rồi khi đã tới cực điểm vô vọng, Jobba chợt nhớ ra rằng con hải âu non này thuộc loài chim và chim thì ăn côn trùng. Bởi thế Jobba chạy vù ra ban công và kiên nhẫn đợi bọn ruồi đậu xuống trong tầm vuốt. Cũng chẳng lâu la gì để bắt được một con ruồi và nó mớm cho con hải âu non đang đói ngấu. Con hải âu non mổ lấy con ruồi, ngậm nó vào mỏ và nhắm tịt mắt lại, nuốt chửng. Ngon quá xá má ơi, con muốn ăn nữa. Nó chim chíp vui sướng. Jobba chạy ra ngoài lần nữa và bắt đầu nhảy tới nhảy lui trên ban công. Nó đã tóm được tổng cộng 5 con ruồi và một con nhện. Thì từ mái nhà của căn hộ bên kia sân vọng tới tiếng hai con mèo cù bắt cù bơ mà nó đã dằn mặt hôm trước. Trong kìa cu, thằng béo đang tập thể dục nhịp điệu kìa. Người ngợm như thế kia chắc chắn nó là một vũ công rồi. Một con nói, ô mèo, tao thì nghĩ nó đang tập aerobic cơ đấy. Trông nó giống như một cái bình tuyệt đẹp, thật duyên dáng, thật phong cách. Này cục mỡ, người ta đang chăm chút mày để thi hoa hậu hả? Con thứ hai cũng nhiều nhíu. Cả hai con cùng cười hô hố, an toàn ở phía trên kia sân. Jobba rất sẵn lòng cho chúng hưởng tí hương vị của mấy cái vuốt sắc như dao, nhưng chúng lại ở xa quá. Bởi vậy nó quay lại với con hỏi hải âu háo đói cùng mẹ côn trùng vừa bắt. Con hải âu non ngấu nghiến nuốt 5 con ruồi, nhưng nhất quyết không động tới con nhện. Nó nê, nó ợ một cái rồi xích sát lại bụng của Jobba. Má, con buồn ngủ rồi. Nó khẽ liếp nhíp. Nghe này, tớ xin lỗi về chuyện này, nhưng tớ không phải là mẹ của đằng ấy. Jobba khẽ nói. Tất nhiên má là má của con, và là một bà má rất xịn. Nó đáp và nhắm mắt lại. Khi đại tá Sureterio và Einstein xuất hiện, chúng thấy con hải âu non đang ngủ ngay cạnh Jobba. Chúc mừng, thật là một con hải âu non xinh đẹp. Nó nặng bao nhiêu thế? Einstein hỏi. Hỏi hàng cái kiểu gì thế? Tôi có phải là mẹ nó đâu? Jobba cáo kỉnh. Nhưng đó là câu mà người ta thường hỏi trong những dịp này. Đừng có hiểu nhầm ý tôi. Thế thì nó thật là một con hải âu xinh đẹp, đại tá nói. Thật khủng khiếp
quá khủng khiếp. Einstein rên lên, nhồi cả hai chân trước vào miệng. Liệu chúng tôi có thể biết cái gì khủng khiếp đến thế không? Đại tá thắc mắc. Con chim hải âu này không có gì để ăn cả. Đó là điều thật khủng khiếp. Khủng khiếp làm sao? Anh nói đúng, George Ba đồng ý. Tôi đã phải kiếm cho nó mấy con ruồi và tôi nghĩ chắc còn lâu nó mới lại thấy muốn ăn nữa. Sirettorio, anh còn đợi gì nữa? Đại tá dậm chân nôn nóng. Scusi, signor. Nhưng tôi không hiểu ý ngài. Chạy về nhà hàng và mang lại đây một con cá mòi ngay. Đại tá ra lệnh. Ơ, sao lại là tôi? Tại sao Sirettorio luôn luôn là con mèo chạy vặt hả? Nhúng đuôi anh vào cái thứ Benzina đó, Sirettorio. Chạy đi kiếm cá mòi đi, Sirettorio. Sao lúc nào cũng là Sirettorio này? Bởi vì tối nay, thưa quý ngài tốt bụng, chúng ta sẽ được xơi món mực Romana. Đại tá đáp lời. Đó có là lý do tốt chăng? Cái đuôi khốn khổ của tôi vẫn còn bốc cái thứ mùi Benzina. Mamma mia, có phải ngài vừa nói là mực Romana? Sirettorio hỏi trước khi chạy vụ đi. Má, đám kia là con gì thế? Con hãy âu neo non lép chép, chỉa cái mỏ về phía bọn mèo. Má, nó gọi anh là má kìa. Ngọt ngào khủng khiếp, Einstein thốt lên trước khi bộ mặt của George Ba kịp ném cho nó lời khuyên rằng nên suy nghĩ về chuyện đó kỹ hơn. À, caro amico, anh đã làm trọn lời hứa thứ nhất, anh đang thực hiện lời hứa thứ hai, và giờ chỉ còn lại là lời hứa thứ ba, đại tá tuyên bố. Phải, cái dễ nhất, dạy cho nó bay, George Ba mỉa mai nói. Chúng ta sẽ làm được vụ đó thôi, tôi đang tra cứu trong từ điển bách khoa. Nhưng việc nghiên cứu thì mất thời giờ lắm, Einstein an ủi nó. Má, con đói. Con hải âu cắt ngang. À, giờ mình kết thúc cái mục số 2 của chương phần 2 ở đây. Thì video sau mình sẽ đọc tiếp mục thứ 3, nguy hiểm phía trước. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Bye bye.